chia buồn với gia đình. Và để tiếp theo, cũng thể ta lại yêu cầu của những người anh, những người chị, người bạn Hoài Dương xin gửi đến các anh chị và các bạn với một lớp trích đoạn trong vở cải lương Rượu Quán Nghèo, tức là Bên Cầu Giặt Lụa. Xin mời Văn Mười bước lên sân khấu. Đồ gì thấy ghê lắm. Ông chưa thấy hả? Cạo hết rồi. Người ta nói quá. Áo không trực tiếp, úp lên sao? Úp lên nó rõ hơn. Giật quá. Đại quân ơi, để đã bắt đầu thèm rượu. Giờ đã là tráng nguyên rồi mà vẫn còn uống được Rượu Quán Nghèo sao chứ hậu. Uống chứ đại quân, đại quân ơi, để muốn giữ vẹn thâm tình ngày đưa tiền của hai thằng bản nghèo, của hai thằng bản nghèo rốt rượu vẫn dò nháo. Cảm ơn anh Hiệu, uống cái đi. Áo màu chân đai là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ dạ khỏe. Đại quân ơi, để xin kính cần tay nâng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Rượu là đàn nguyên, để chỉ xin gia muốn ngộ mình đâu dám ẩn ngôi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa, cởi áo mẫu cân đai gửi chung hồng ẩn mà quy đâu cơ hàng để mừng bạn tương thi. Tiên tương phùng đại quân hài uống đi, gấp chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa bữa nay chị Hằng tặng con chắc lên luôn á. Dạ cảm ơn chị. Đại ca ơi, em thấy hay lắm, em cũng mê lắm mà thấy rượu quá em nghe quá. Lỡ lụm lúa là làm luôn nè. Thank you.
Tiếng hát của nam nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm. Trân trọng mời anh.